phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thềm nhà. Qua chạy lại té sao lên đây cho nó an toàn. Dạ hả? Chị rảnh dạ. Không đỡ tôi xuống giùm cái nghe. Ủa mà sao nãy anh lên được? Dạ nãy có người đỡ lên, giờ người ta đi rồi, giờ nhờ chị đỡ xuống. Ủa mà anh bị gì vậy? Tôi bị thần kinh. Tôi bị thần kinh tọa. Dạ. Mới nói tới đó cái giật ngược lên. Dạ dạ. Kinh tọa thôi hả? Dạ. Đỡ tôi qua bên kia giùm. Ủa mà sao không bên đây tập luôn đi, qua đây làm dạ, gì? Dạ tập hai bài khác nhau. Dạ. Bên đó tôi tập bài hít thở. Dạ. Còn bên đây tôi tập bài nín thở. À. 1, 2, 3. Dạ. Anh tập ha, tôi đi nha. Chị. Dạ. Để em xuống giùm cái. Ủa sao không tập đi xuống chị? Dạ, em xong rồi chị. Gì nhanh vậy? Thì em tập bài nín thở, nín vừa vừa thôi, nín quá đi luôn sao? Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Hey. Rồi. Em cảm ơn chị nghe. Dạ. Ham to. Honey! Hunter! Honey! Thấy ghét à! Làm nhỏ đứng đây nãy giờ buồn muốn chết luôn vậy đó! Chào anh lâu lắm hả? Anh yêu! Nãy giờ anh yêu á, không gặp Hunter, anh yêu có nhớ Hunter không hả? Nhớ quá trời quá đất luôn! Vậy hả? À. Anh yêu có buồn không hả? Buồn quá trời quá đất luôn. Anh yêu có mệt không hả? Mệt á, không. Nhưng mà Hunter mệt à? Ủa sao mệt? À hiểu rồi. Nhớ hôm nay ngày gì không? Hôm nay là ngày sinh nhật của em sao không nhớ? Nay là ngày sinh nhật của em đó, bây giờ em muốn gì? Em muốn ăn gì? Muốn làm gì cũng được á, anh lo cho. Vậy Hunter hả? Hết luôn. Muốn gì cũng lo cho Hunter hết luôn. Ừ. Muốn cái gì cũng chịu Hunter hết luôn. À. Ủa mà hôm nay không đi làm hả? À rồi anh nói cho em nghe nè, bữa nay trùng hợp hay lắm. Sao bữa nay á là cái cô cháu của ông chủ anh á đi du học từ nước ngoài mới về. À. Mà cô cháu này đi du học lâu lắm rồi anh không biết mặt luôn nữa. Ừ, mà nghe nói á, nghe ông chủ nói là cái người cháu này á là ngoan ngoãn lắm, học giỏi, nghe lời ông chủ nữa. Vậy hả? Cho nên ông chủ muốn dành một cái sự đặc biệt cho người cháu của mình. Đích thân ông chủ đi đón. Vậy hả? Cho nên anh mới được nghỉ đó. Đích thân ông chủ đi đón luôn. À. Vậy anh mới được nghỉ luôn. À. Anh cứ đi chơi với Hunter luôn. À. Đánh giày không chú? Đánh đi anh. Chú mang dép mà. Vậy con đánh giò cho chú ha. Tự nhiên đánh giò. Tại tôi thấy cái giò chú dơ quá. Tại chú thích để dơ vậy đó. Lâu lâu cái chú đi massage cho cá nó rỉa. Thôi để chú cho tiền con. Dạ thôi, anh Nam dặn con á là có làm mới có ăn. Con lấy tiền của chú, anh Nam la con. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi, để chú mua cho con giấy số. Dạ, 2 tờ. Rồi, bán chú 2 tờ đi. Dạ, đây. Hai tờ cũng được. Đó, dạ, con lựa đi. Hên xui. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Chúc con bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chú. Ừ. Anh. Hả? Nói nghe nè. Hôm nay sinh nhật Hunter á, Hunter không muốn ăn nhiều đâu. Đúng tại rồi. Tại vì Hunter thấy Hunter mập lắm rồi. Ừ. Bây giờ anh chỉ cần cho Hunter 1 tô phở thôi. 1 tô phở? 4 chén bánh bèo, 3 ly chè khúc bạch, 5 cái bánh xèo với lại 2 cái bánh bao là đủ rồi. Em ăn vậy có nhiều quá không anh? Không, đâu có nhiều đâu. Hôm nay sinh nhật Hunter mà, muốn gì cũng được hết á. Vậy hả? Giờ mình đi ha. Ẩm em đi. Thôi đi. Sao nói muốn gì cũng được. Thôi đi mà. Đây. Ha.
Con kêu chú hả? Dạ. Gì con? À, đánh giày không chú? Trời đất ơi, đôi giày chú còn bóng hơn chú nữa, đánh cái gì? Trời ơi, thôi nó nghe, thôi để chú cho tiền đi nè, đi chơi đi con ha. Vậy thôi. Hả? Anh Nam dặn con á, là có làm mới có ăn. Con lấy tiền của chú, anh Nam la con. Anh hết vậy rồi, con đánh cho chú đi. Đánh sơ sơ, đánh tạm bợ thôi, chú cho tiền nghe không? Dạ. Để xuống. Để cái đó vô đi chú kia lên. Dạ. Đó, rồi đánh đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngàn. À, thấy không, gọn lẹ. Vậy đi nghe nó nghe nè, bữa sau ra đây nhớ xin số điện thoại anh Nam cho chú nha. Cưng quá à, đi bán đi con. Dạ. Đi. Dạ, con nghe rồi ơi. Dạ, à, con thấy ở gần nhà mình có cái công viên đó, cho nên con đi ra ngoài đây dạo. Dạ sao nội? À, nội cứ ở công ty lo công việc của mình đi, nội đừng có lo cho con. Con đi một chút xíu rồi con về. Không nhớ đường thì con hỏi thăm những người xung quanh. Nội, con lớn rồi mà, nội cứ cằn nhằn con hoài như con nít vậy đó. Dạ rồi, dạ rồi. Bye nội nha. Wow. Chị ơi. Hả? Đánh giày không vậy? Ờ, giày của chị đâu có đánh được đâu. Em... Dạ. À, em bán vé số hả? Dạ. Đây đây, chị mua cho. Em còn nữa không? Chị sẽ mua hết cho em. Dạ không, em chỉ có nhiêu đó thôi à. Được rồi. Nè, chị trả tiền em nè. Dạ thôi, tiền lớn quá, em không có tiền thôi. Ờ, không sao đâu, em cứ giữ lấy số tiền còn dư đi, coi như là chị cho em. Dạ không được, anh Nam dạy em á, là có làm mới có ăn. Em lấy tiền của chị, anh Nam la em. Nè, em á, bán vé số cho chị, thì dạ, chị mua, chứng tỏ là em đã có làm rồi, cho nên chị mới trả tiền cho em. Còn số tiền dư á, thì chị cho em, em muốn mua cái gì cũng được, nhưng mà phải mua những thứ có ích nghe chưa? Dạ, em cảm ơn chị. Giỏi. Cẩn thận nha. Dạ. Wow, đẹp quá. Chụp hình hả? Cứu thi chớp. Cũng rảnh mà. Rồi, tôi đứng đây nghe. Ôi, cha, xin lỗi tôi. Sao vậy? Anh có điện thoại. À, không sao. Trời đất ơi, giờ này chưa tới nữa. Ôi, chụp cho. Ok. Chụp nha. Rồi. Ừ. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đẹp. Rồi, bên này. Lạ đi. 2, 3. Rồi, bây giờ tấm này cho nó lạ đi. Chị quay mặt vô, chị giang tay ra, giống như ơ nguyên vườn hoa vậy. Ô, khoan. Nếu mà như vậy làm sao thấy được mặt của tôi? À, tôi quên. Khi nào tôi đếm 1, 2, 3, chị quay mặt ra tóc bye bye đẹp lắm. À, ok, hiểu rồi. Thôi, chị chuẩn bị nha. Nhưng mà chị ơi. Hả? Cái vỏ trong hình nó không đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi, nó bị dướng quá. Dạ. Nào dướng phải bỏ đi. Ok, rồi, chuẩn bị nha chị. Ừ. 1, 2. Ba đâu anh? Ba nhà chứ đâu. Đi chơi hỏi ba. Anh Cương. Trời ơi, anh Cương hả? Anh Cương.
cướp đâu rồi? Anh ơi, cướp chạy mất tiêu rồi. Cái vỏ thôi, kệ bỏ đi, coi như là của đi thay người đi. Tha cho em anh ơi. Tha cho em đi anh. Có người lấy cái vỏ là giúp tôi rồi. Anh ơi, tha cho em đi. Tha cho em. Dạ. Dạ. Trời đất ơi anh. Anh nghĩ sao anh thả thằng cướp nó chạy vậy? Anh phải giữ nó lại để em dập nó một cái chứ. Nó trả đồ cô nè. Nhưng mà nói chung là không có anh là mất tiêu cái vỏ luôn rồi. Trả nè. Không phải của em. Ở bên kia kìa. Thôi em đi nha. Chào tráng sĩ. Tráng sĩ tươi xanh. Trời ơi, tươi tạo luôn à. Trả ấy nè. Vỏ đâu phải của em. Vỏ này của con bánh bèo này nè. Còn của em là em xài vỏ này. Tin ra không? Rất hợp với dáng em. À quên, của cưng mà phải không? Dạ. Vô lấy đi kìa. Em cảm ơn nha. Ước gì tôi cũng bị giật vỏ. Em cảm ơn. Anh ơi, anh khoan đi đã. Anh cầm cái này giùm em cho em vui nha. Cầm gì? Dạ. Không, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Không được rồi. Anh cứ nhận đi, đây là được tấm rồi, lòng của em. Em muốn cảm ơn anh. Anh cầm cái này. Em tốt rồi. Cô mắc cười quá. Tôi mà làm như vậy á, chẳng khác nào tôi thẳng cướp vừa nãy. Thôi đi về đi. Hả? Về đi. Đi về á hả? Đâu rồi trời à. Sao? Làm được không? Dạ được. Hôm nay em bán hết trơn luôn. Giỏi vậy. Dạ. Anh Nam. Hồi nãy có người khách kia cho tiền em không lấy. Sao vậy? Tại vì em nhớ là anh Nam dặn là có làm mới có ăn nên em không lấy. Đúng rồi. Thấy không? Mình làm trên đời này có làm thì mới có ăn. Dạ. Đúng không? Công bằng hết. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Đứng lên. Nón đâu? Quên rồi. Em quên. Sao quên? Hả? Biết cái bệnh của mình á là da nắng mà hay bị say sóng rồi. Biết cái bệnh của mình á là da nắng mà hay bị say nắng rồi. Sao không mày nói? Dạ. Hả? Giỡn mặt hả? Giỡn mặt không? Xong rồi phải không? Dạ. Đi quê. Thấy không? Ăn cơm. Gửi tiền cho ngoại. Dạ. Ừ. Con mấy đứa kia về chưa? Dạ. Ừ. Em về nha anh Nam. Về lẹ. Anh ơi. Anh ơi. Trời trời. Cô chưa về đó hả? Dạ chưa. Cô ở lại một hồi nó quay lại nó giật nữa. Không ai rảnh đâu mà giật lại cho cô đâu. Dạ không. Em chỉ muốn cảm ơn anh thêm một lần nữa thôi. Được rồi, cảm ơn lần thôi. Anh Nam ơi. Ôi, hả? Sao cô biết tên tôi? Em nghe đứa bé hồi nãy gọi. Em tên Trâm. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Anh tên Nam. Nam Trâm. Anh có quá cứng so với em không? Dạ em không sao hết.
xin lỗi anh Nam nha. Em không hiểu sao tự nhiên hôm nay tay chân của em vụng về quá. Chắc tại hai đứa mình hút quá mà. Dạ. Ủa là sao anh? Thì anh Nam em Trâm, hai mình Nam Trâm á. Dạ không phải. Em tên là Trâm, T-R chứ không phải là C-H. Ồ, anh ngọng chữ đó. Dạ em cảm ơn anh Nam nhiều nha. Nếu mà không có anh Nam á, chắc cái giỏ của em mất tiêu rồi. Ở đâu mất anh không biết chứ ở đây mất thì em yên tâm đi. Tại quỷ á, đây địa bàn anh mà. Dạ. Anh mới nói địa bàn có nghĩa là địa bàn là nhà gần đây. nhà của anh Nam ở gần đây hả? Đó. Mặt tiền 4 tấm màu vàng. Đâu? Em đâu có nhìn thấy đâu. Đây, lên đây mới thấy được. Dạ. Sao mỗi lần mà mình đụng nhau nó tê tê làm sao anh á? Nó tê tê muốn lẻ con mắt luôn vậy. Nhà của anh Nam ở đằng kia hả? Đúng rồi, nhà anh đằng đó. Anh thường ra đây tập thể dục sau một ngày làm việc vất vả đó em. Dạ. Là ý của anh Nam là ra đây tập thể dục sau một ngày làm việc vất vả. Sau một ngày làm việc vất vả, em hiểu rồi. Em hiểu ý anh rồi đó. Vậy anh Nam làm nghề gì vậy? Nghề anh hả? Nghề anh tập. Nè nè. Tập nữa không? Dạ, tập đi được rồi. Bây giờ là phải đi bộ nhiều. Bác sĩ dặn vậy mà. Tưởng tập nữa đỡ lên ha. Dạ. Uống thuốc đều đặn ha. Đó. Phải uống thuốc nhiều chứ. Uống thuốc nhiều mới mau hết bệnh. Bác sĩ dặn vậy mà. Đúng rồi. Dạ tôi về nghe. Rồi. Ý! Anh Nam là bác sĩ. Đúng không anh? Quậy đi. Thiệt hả? Hay quá. Thôi quề ha. Ê anh khoan đi đã. Ok anh khoan đi đã. Anh là bác sĩ á, anh biết không, ông nội của em á bị đau lưng cho nên á là em rất là muốn đưa ông nội đi khám. Và em chuyên trị con nít cho nên không giúp gì được ông nội đâu. Thì ra anh Nam là bác sĩ nhi ha. Không, Nam tên Nam, bác sĩ Nam, nếu thích thì Trâm gọi là bác sĩ Nam Nhi cũng được ha. Ý của em á là anh chữa cho Nhi đồng, cho thiếu Nhi á. Đúng rồi á. Thôi quầy ha. Anh, hôm nào em qua phòng khám của anh tham quan nghe. Quầy đi. Ngày mai ha. Quầy đi. Em qua thẳng nhà anh em đợi nghe. Quầy ha. Nhà nào? Cái nhà hồi nãy anh Nam mới chỉ đó. Đó đó. 4 tấm màu vàng. Trời ơi, nhà tao qua chưa chạy. Dạ là sao? Đúng rồi. Nhà của anh. Nhưng mà anh cho người ta mướn rồi, thấy không? Mình qua tới tháng mình lấy tiền thôi, không qua chơi được. Thì ra là vậy, em hiểu rồi. Vậy ngày mai á, cũng giờ này, em sẽ hẹn anh Nam ở chỗ này luôn ha. Chỗ này đi, chỗ hay ha. Vậy bây giờ thôi em về ha. Cho mượn điện thoại đi. Dạ đây nè, anh muốn gọi cho ai hả? Anh gọi đi. Qua. Em hiểu rồi. Đây là số của anh Nam đúng không? Đúng rồi. Em lưu vô. Bác sĩ Nam Nhi. Vậy thôi, em về nha. Em về đi. Bye bye anh Nam. Bye em. Sao anh? Thà không có đụng nữa đâu. Về nha. Em gói đồ kìa. Bác sĩ đâu ra, trời ơi mặt tiền 4 tấm nữa, trời ơi bây giờ ai cứu mình coi, ai cứu mình đó. Hoài ơi, cứu con. Chè đậu xanh em nấu chung với nước dừa vừa béo thơm ngon, ai ăn dùm một chén, dù muốn ăn thêm em cũng không có bán được, em chỉ còn một chén thôi, ai ăn dùm em
Ôi trời ơi, thức khuya dậy sớm nấu chè đi bán chè nó mệt quá. Đây nè, cái nồi này là thứ nhì rồi đây nè. Bây giờ mình phải tập võ. Tập võ đi. Đó. Tập võ nè. Đó. 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 Ê. Ủa. Trời ơi. Tập mà vậy muốn xiển niễn luôn. Bây giờ tập cái cây này mới được. Ăn quá đi. Đó. Đó. Hey. Xin lỗi bà chị bán cái gì? Chè. Bán chè mà tôi tưởng bà chị bán thân chứ. Sao cứ nhìn vô cái chỗ nghiệt của người ta hoài vậy? Hả? Cái gì? Vô trong đi. Ồ ha. Đường tôi đã nói trong lòng tôi rồi, ai làm cái gì thế kệ, mình thấy mình chỉ vậy nè, rồi hết mình bộ bán thân hả? Bán thân được tôi cũng đã bán rồi. Tôi rồi. Xin lỗi bà chị, tôi hớ hên quá, chứ cái này đáng lý tôi giấu luôn mới đúng. Cái gì mà đỡ hôm à? Mà đúng rồi, già mà đỏ hườm nó hơi kỳ kỳ, tính giấu luôn. Thôi mà đừng có giận tôi nghe, tôi nói bà chị nghe. Ê! 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 Trời đất ơi! Gì vậy trời? Sao điện giật dữ vậy? Cây này cây tre mà, làm sao có dẫn điện? Rờ vô cái cây tôi cái nữa coi. Buông ra, trời ơi! Gì kỳ vậy? Cũng ngộ thiệt. Ý trời ơi, mấy dấu gạch, mấy dấu gạch nè. Dấu gạch gì? Sáu. Ai không có sáu bảy vậy đó. Sáu giàu. Hả? Ai biết đến tên sáu giàu? Ai vậy? Còn nhận ra anh không? Anh là ai? Anh là Lê Trình nè. Lê Trình hồi xưa đó. Lê Trình là linh trề. Ờ đó. Cảm ơn em đã nhận ra anh. Linh trề xót vé đoàn hát nè. Trời ơi, mấy chục năm rồi mới gặp trời. Em khỏe không? Trời ơi, mình trong điện không mà ông đừng có nắm tôi. Sao không đổ thừa em mà đổ thừa tôi? Hai đứa mình đều có điện. Lâu quá mới gặp. Đi đâu mà mất biệt vậy? Mấy chục năm rồi. À. Năng lý em đi ra đoàn hát. Mà hồi đó tại sao không đi đoàn hát? Hồi đó em hát hay lắm mà. Thì đó, em nói với ba má, em nói em đi đoàn hát. Cái ông nói là em đi theo anh. Ông ba không có cho. Bắt em, trói em lại khi em lấy chồng. Em phải theo ba má em lấy chồng. Lấy chồng xong rồi đi, đi rồi gia đình em, rồi ba má em cũng dọn nhà đi luôn. Anh vẫn còn nhận ra em bằng cái đòn gánh này đó. Trời ơi! Em còn nhớ ngày xưa có mỗi lần anh ăn một chén chè là em gạch một gạch. Dẫn một người vô là gạch một gạch. Đó! Hả? Anh dẫn em vô coi hát cái rồi em chung anh chén chè cái gạch một gạch. Ủa mà sao chỗ này quá trời vậy nè? Chỗ này quá trời là mười mấy đứa trong xóm. Nó nói là ê, mày có quen với, mày có tình yêu với cái ông sách sắt cổ phải không? Nói đúng rồi. Đi ra coi hát. Tao dẫn vô. Bữa đó em chung cho anh mười mấy chén chè luôn đó. Ừ. Đêm đó anh ăn anh có sao không? Anh đâu có dám cho ai ăn.
Đó là cái lòng của em, anh ráng ăn hết 10 chén chè. Tối đó anh chạy đủ 10 tiếng. Trời không ngủ được luôn em, trời ghê không? Trời đất ơi, chết à, đừng có nhớ ăn em này. Ngồi mà nhớ em không vậy đó. Sao? Em... Rồi em chồng con sao rồi? À, em không có chồng, chồng chết rồi, bây giờ em ở với đứa cháu ngoại. Ờ. Còn anh? Anh sao? Vợ con sao? Vợ anh cũng chết rồi. Ý hên quá. Cái gì? Hên? Em hên là em nói em hên em gặp anh. À, bây giờ anh cũng ở với đứa cháu. Vậy hả? Ừ. Cháu ngoại, cháu ngoại. Cháu nội. Ủa vậy hả? Nó ở đâu? À, nó ở bên nước ngoài nó về. Vậy hả? Rồi bữa nào anh cho hai đứa nói chuyện làm quen nhau đi. Chắc chắn rồi. Nha. Anh có điện thoại, em cầm giùm anh. Buông ra đi. Ờ ha. Alo. Ừ, ông nội đây. Được rồi, được rồi. Ừ, ngoan. Ừ, ông nội về. Ừ. Rồi. Em à, anh nói. Anh có điện thoại. Alo. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Lê Trình, tôi nghe đây. Ờ. Được rồi, để đó đi, tôi giải quyết hết. Nha. Cứ chờ tôi. Xong rồi. À, em à, giờ anh muốn ăn chè với lại nghe em ca giọng cổ. Hết rồi, mai mốt đi nha. Mai mốt rồi mình gặp nhau rồi em để lại cho anh chén chè nha. À, anh rất muốn nghe em hát giọng cổ. Bây giờ anh đi hả? Anh có công chuyện anh phải đi. Có gì gặp lại em sau nghe. Dạ. Nụ cười em vẫn còn rất đẹp. Cảm ơn anh. Mấy mười năm gặp lại nụ cười ấy, nhưng trong lòng anh không một chút nào quên được. Bây giờ anh không kêu là sáo giàu nữa, cho anh kêu một tên khác để hợp với em bây giờ nghe. Tên gì anh? Tinger. Anh đi nha. Anh đi nha, ai lắm. Mấy chục năm trời mới gặp lại. Bây giờ người ta là tổng giám đốc, mình vẫn còn là nhỏ bán chè. Nếu rủi sau này người con trai với người con gái đó quan hệ gì tới tôi trời? Quan hệ với anh nhưng mà quan hệ tới em. Tự nhiên về chi vậy không biết nữa. Sao khóc nữa vậy? Đó, gì? Tôi phải là nhà của anh muốn về lúc nào anh về đâu.